Hôm nay sẽ là top 7 son đỏ nâu giá bình dân cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là Romaine Bokki Lip Tint màu số 03. Chất son của em này thì mình thấy nó giống dạng blur tint ý, tức là nó sẽ hơi bột một chút và phủ vân môi khá là tốt. Và mọi người nhớ là tẩy da chết thật là kỹ và tán thật là đều son để lên được đẹp nhất nhá. Tiếp theo là Mergy The Heritage Velvet Tint màu số V22. Mình thấy cái chất son này nó đặc hơn những cái dòng trước và cái độ bám màu rất là tốt. Tuy nhiên son sau khi mình sử dụng một thời gian ý, nó sẽ để lại vệt đen. Tiếp theo là Romaine X Life Fan Juicy Lasting Tint màu 02. Em này thì thuộc cái set son giới hạn của nhà Romaine và mình chỉ mua cái set đấy vì cái màu của son này thôi. Nó là một cái tông đỏ nâu rất là xuất sắc luôn. Chất son của em này thì độ bóng nó không được cao lắm và đánh dày nó sẽ hơi bị bết ấy. Tiếp theo là Gila Longwear Lip Cream màu số 01. Chất son của em này khá là mướt và ẩm mịn ở trên môi, cực kỳ phù hợp với những cái bạn môi khô và đặc biệt là tint màu bám rất là dai nhá. Tiếp theo là Romaine Handbook C2 Matte Tint màu số 09. Em này thì là một cái tông nâu đỏ trung tính khá là xinh và cái chất son thì nó đỡ bột hơn cái dòng Zero Velvet Tint ấy. Thấy em này phủ vân môi khá là tốt và cho cái finish mờ lì và mình thấy đây chính là bản đúc hoàn hảo của Rare Beauty Supple Matte. Tiếp theo là Breakthrough Half & Half màu HV05. Cái chất son em này khá là tương đồng với lại em Romaine Handbook, tuy nhiên thì cái độ bám màu của nó dai hơn. Cuối cùng là BBA Asian Edition màu A05. Thì đây là màu hội Ambrick. So với màu 25 thì em này có nhiều ánh cam và đỏ hơn và là phiên bản dễ dùng hơn của màu số 25 ấy.